Hello, xin chào Trung. Hello, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang trên diễn đàn. Thì Ok, thì qua cái vấn đề mà anh chia sẻ đó, thì với cái ánh nhìn của Trung thì cá nhân Trung thấy thế nào? thì về cá nhân em thì đầu tiên thì em có nói một chút liên quan đến cái tổ chức khủng bố Việt Tân một chút. Thì cái việc mà ông cựu thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đó đã bị ám sát hôm 8 tháng 7 năm 2022 đó, thì cái thông tin này thì có thể nói là cũng là một cái tin chấn động đối với nhiều nước, có thể nói là chấn động thế giới khi mà một cựu thủ tướng của Nhật Bản cũng giữ một cái vị trí thủ tướng rất là lâu thì đã bị ám sát trong cái việc mà đi vận động cho một cái người khác, đúng không ạ? Thì cái đầu tiên thì với cá nhân em thì em cũng hết sức là chia buồn với gia đình ông Abe, cũng như là về đối với những người mà có quan điểm ủng hộ ông Abe, thì chuyện này nó cũng hết sức bình thường. Và có thể nói là ông Abe thì cũng là một trong những người thủ tướng cũng như các cái thủ tướng gần đây thì cũng có cái thúc đẩy cái quan hệ ngoại giao với Việt Nam chúng ta rất là tốt trên rất nhiều các lĩnh vực, thì cũng hy vọng là trong tương lai thì giữa Việt Nam và Nhật Bản thì có cái sự hợp tác nó toàn diện và nó sâu sắc hơn nữa, thì góp phần xây dựng phát triển mối quan hệ của hai nước, thì cái này chúng ta cũng cảm thấy hết sức bình thường. Thế nhưng mà ở đây em đề cập đến cái tổ chức Việt Tân, bởi vì sao vậy? Với cái tổ chức khủng bố này ấy, thì nó thường lợi dụng vào một số các cái tin tức mà nó không riêng gì ở Việt Nam mà ngay cả các cái vụ việc khác, và cụ thể nó cũng lợi dụng vào cái việc ông Abe bị ám sát thì nó đưa ra những cái thông tin mà có thể nói là nó giống như kiểu là nó dẫn dắt theo cái dư luận theo một cái hướng nào đó, nó mang để tuyên truyền cho cái câu cửa miệng của những cái thành phần này, đó là dân chủ mà. Đấy, dân chủ thì mọi người cũng đã biết rồi, thì cái việc ông Abe bị ám sát thì hiện nay đã có rất nhiều các cái clip ở trên mạng xã hội ghi lại những cái hình ảnh thực tế, đúng không ạ? Thì ở đây thì em cũng không dám đặt cái vấn đề là phê phán lên án hay là như thế nào cả, nhưng mà ít nhiều gì trong đó thì chúng ta có thể thấy là chúng ta hiểu là các cái lực lượng mật vụ đó mà chuyên bảo vệ các cái gọi là các yếu nhân, các nhà lãnh đạo Yếu cấp nhân. cao của các nước đó, thì người ta được lựa lựa chọn và đào tạo nó cực kỳ bài bản và cực kỳ là giỏi, chúng ta phải khẳng định như vậy, có thể đối phó với mọi tình huống diễn ra và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các yếu nhân đấy. Thì ở đây đó là cái việc mà chúng ta nhìn thấy, thì có lẽ là theo theo ghi nhận nhìn nhận của em thôi, thì có cái sự phản ứng có gì đó nó hơi hơi chậm của các cái lực lượng này đó. Thì cái việc này thì đúng sai như thế nào thì dĩ nhiên là sẽ do cơ quan chức năng của Nhật Bản, thì người ta sẽ tuyên bố, người ta sẽ khẳng định, thì chúng ta cũng không có làm trong cái việc này, nên chúng ta không nắm được cụ thể là như thế nào. Còn dĩ nhiên lý do đó thì cũng đã được báo chí Nhật người ta công khai, còn thực tế như thế nào thì chúng ta không thể biết được, thì có liên quan đến yếu tố chính trị hay không thì chúng ta không dám khẳng định. Thế nhưng mà chắc chắn là cái việc mà ông bị ám sát đây thì nó có liên quan đến vấn đề vận động, đúng không ạ? Thì cái này Đúng chúng rồi. ta cũng không không khẳng định một điều gì cả. Thế nhưng chúng ta thấy được là qua cái việc vận động đó thì ông bị ám sát thôi. Còn nguyên nhân thực tế như nào thì chúng ta không có biết. Đó, và em cũng không dám khẳng định về cái năng lực thực sự của cái lực lượng mật vụ này. Bởi vì là chúng ta không không thể nắm bắt hết được. Bởi vì những cái giới này có thể nó được tuyển chọn rất là kỹ càng. Thế nhưng mà em nhắc lại, đó là cái vấn đề tổ chức khủng bố Việt Tân đó, thì người ta lợi dụng vụ việc này, người ta ca ngợi về góc độ dân chủ và người ta cho rằng là cả nước Nhật thương tiếc thương ông Abe. Thì thực tế nó mà nói đó, thì cái việc mà ở các cái nước này đó, thì cái việc mà một cựu thủ tướng bị ám sát thì thường sẽ có một cái bộ phận thì người ta ủng hộ, thì dĩ nhiên là rất rõ ràng rồi, chứ không có gì phải 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 bàn cãi cả. Thế nhưng cũng có một cái điều mà có lẽ Việt Tân người ta nói nhưng người ta lại quên đi. Bởi vì sao? Bởi vì cái người ám sát ông Abe này lại là một người Nhật Bản, đúng không ạ? Và là cựu quân nhân trong cái lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản. Thế nên nếu mà Việt Tân có đưa ra mà cả nước Nhật thì cũng phải trừ cái thành phần ám sát ra chứ, đúng không ạ? Thì cái thành Đúng phần rồi. ám sát người ta không ưa thì người ta phải ám sát, chứ còn nếu ưa thì người ta đã không ám sát. Thì cái chuyện này rất rõ ràng, thì người ta cũng cũng dẫn dắt theo một cái chiều hướng nào đó. Và vô hình chung đó, ít nhất thì Nhật Bản người ta cũng đã bắt được cái đối tượng ám sát này. Thế nhưng mà Việt Tân rêu rao như vậy đó, chả khác thì nhắc lại cái chuyện quá khứ của thế hệ cha anh của Việt Tân.
đó là gì, đó là cái vụ việc 1963 đó, chúng ta nhớ không ạ? Thì Ừ, đúng rồi, đúng rồi. cứ đến cái ngày của ông Ngô Đình Diệm thì lại ca ngợi ông Diệm, xong đến ngày ông Thiệu thì lại ca ngợi ông Thiệu, mà trong khi đó ai là người đã sát hại gia đình ông Ngô Đình Diệm, đúng không ạ? Thì chúng ta biết rất rõ thôi. Ai Dĩ nhiên là hiện nay ai thì khóc thương. chả ai khóc thương cả, thế nhưng mà hồi đó thì chúng ta cũng biết rồi, cũng chả có cuộc điều tra nào để xác định cái đối tượng nào là cái đối tượng đã trực tiếp hạ sát gia đình ông Ngô Đình Diệm cả. Thế nhưng mà chúng ta thấy được cái điều đó là khi mà cái tổ chức khủng bố Việt Tân này càng ngày người ta tuyên truyền nó mang cái sự sáo rỗng, mặc dù là dẫn dắt dư luận nhưng có cái gì đó nó chưa ổn thỏa. Nếu chúng ta theo dõi thì chúng ta sẽ thấy được ngay, đúng không ạ? Thấy được ngay cái vấn đề mà Việt Tân muốn dẫn dắt nhưng nó lại không không đảm bảo các yếu tố khách quan, và nó chính xác, nó không đúng sự thực, nó không đúng sự thực, thì nó làm cho người đọc đó, người đọc người xem thì có thêm một cái góc độ để mà nhìn nhận và đánh giá về cái tổ chức này thôi, chứ cũng không có gì cả. Và cái việc này nó cũng đã qua đi, còn mọi vấn đề thì sẽ do chính quyền của Nhật Bản người ta điều tra, người ta sẽ tiến hành các cái bước khác. Còn dĩ nhiên là qua cái sự việc mà lực lượng cảnh sát Nhật sau sự việc xảy ra vài ngày người ta mới tiến hành là dàn hàng ngang ra để đi gọi là dò lại các cái mảnh đạn hay các thứ đó, thì cái việc này cũng đã có báo chí của các nước người ta đưa lên rồi. Thì cá nhân em thì em không dám là đặt vấn đề trong cái câu chuyện này. Thế nhưng em chỉ thắc mắc một góc độ, đó là nếu như mà cái sự việc nó xảy ra đó thì bao giờ cái hiện trường đó cũng sẽ được các lực lượng chức năng người ta bảo vệ, Phong người ta bảo tỏa. vệ và phong tỏa, và người ta sẽ tiến hành người ta thu thập các cái dấu vết, các cái vật Vật chứng không? vật chứng hoặc là các cái tài liệu hay các vấn đề khác liên quan. Thì chắc chắn sau khi xong thì người ta với dỡ bỏ cái phong tỏa, chứ không lẽ là sau khi vụ việc xảy ra thì người ta để như vậy và ngay giữa một cái đường như vậy, thì bây giờ mà qua vài ngày rồi mà đi tìm lại cũng rất là khó. Có thể là vô tình thôi, người dân người ta đi qua người ta đá phải, người ta văng đi chỗ khác không tìm được. Thế nên có gì đó thì một số báo các nước người ta cũng đăng lên về vấn đề này. Thì những quan điểm cá nhân em thì em cũng không có đánh giá về cái góc độ này, nhưng em thấy có cái gì đó nó cũng hơi lạ thôi, hơi lạ. Thì chúng ta cũng chờ xem cụ thể như thế nào. Còn dĩ nhiên là cái đối tượng ám sát đã bị bắt thì chính quyền Nhật Bản người ta sẽ điều tra và xét xử và sẽ có cái thông tin thì chúng ta theo dõi. Thì cái việc này nó thuộc về cái công việc của nội bộ của Nhật Bản. Thế nên là nếu mà chúng ta đưa ra để bàn thì có thể nó hơi hơi quá tầm. Thế nhưng mà tại sao em đề cập đó là do cái tổ chức khủng bố Việt Tân đó, Đúng rồi, người ta nói đến ông AB, lợi thế dụng nhưng câu chuyện này. lợi dụng câu chuyện người ta dẫn dắt và người ta nói đến ông AB, nhưng người ta lại quên đi mất cái thế hệ cha anh người ta, đó là cái vụ ám sát của gia đình ông Ngô Đình Diệm năm Rồi chết. 1963. Thì em có nhắc một chút như vậy thôi.